Còn đây là nhà hàng ở Niagara Falls. Nhà hàng này đẹp lắm, quá đẹp luôn. Dòng xuống Niagara Falls. À, quý vị thấy cái pho đang chạy ở đằng sau. Đây là vợ chồng của anh Việt và cháu Thảo đang ngồi ăn. Ok, đây là bà Hà đang ngồi nói chuyện. That's American size.